Xin chào cô bác và anh chị. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ cho các anh chị mình một cái loại dược liệu mà nó có thể trị được cái bệnh mất trí nhớ, giảm trí nhớ và teo não. Trị được những cái căn bệnh ví dụ như thiếu máu não, thiểu năng tuần hoàn não, rất là tuyệt vời. Loại cây này thì nó cũng không lạ, không quen, không lạ, không xa vì cô bác anh chị mình đâu. Nó rất là quen luôn. Nhưng mà nếu chúng ta không có thì bắt buộc chúng ta phải đi đến những tiệm thuốc nam chúng ta mua thôi. Như vậy thì bởi vì chúng ta biết chính xác cái loại dược liệu đó nó trị được mình chúng ta thì chúng ta đi mua cái loại dược liệu về. Trong khi đó thì Hải đã chia sẻ cái liều lượng chính xác cho các anh chị mình rồi, thì chúng ta sẽ có liều gì có dược liệu nè và có cái liều lượng rồi, chúng ta sẽ tự trị cho chúng ta luôn, tự trị luôn. Như vậy thì nó rất là tuyệt vời, chúng ta giảm được cái chi phí rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta mua một cái xe mới người ta ráp sẵn thì cái giá nó khác, mà chúng ta mua từng món đồ và chúng ta ráp thì nó khác, giá nó khác, nó chênh lệch có thể là ít hơn một nửa. Như vậy thì các anh chị mình cũng biết là cái mục đích mà Hải chia sẻ bài thuốc lên cho các anh chị mình rồi, có nghĩa là Hải sẽ giúp đỡ một những cái bài thuốc của Hải chia sẻ lên, mong rằng sẽ giúp đỡ một số của anh chị mình có hoàn cảnh khó khăn, mình tiết kiệm bớt một cái chi phí đi chữa bệnh, rất là tuyệt vời. Và loại cái đó là loại cái gì mà hôm nay Hải lại muốn chia sẻ cho các anh chị mình, đây này các anh chị. Thì đây, các anh chị mình cũng chưa biết là cái gì đúng không? Đây là cây rau rồng. Cây rau rồng này nó còn có cái tên là cây thạch tùng thân gập hoặc là cây thông dùi khô. Cái thạch tùng này nó họ là họ thạch tùng. Và cái tính vị của nó là hơi đắng và hàn. Nói chung là cái vị của nó là hơi đắng mà nó có tính hàn, nghĩa là nó sẽ làm lạnh cơ thể chúng ta. Như vậy là trước khi đi vào bài thuốc thì mình cũng lưu ý những người mà sử dụng bài thuốc này thì chúng ta không sử dụng vào ban đêm ha. Rồi thì cây này nó trị được cái bệnh là giảm trí nhớ nè, mất trí nhớ nè, teo não nè, thiếu máu não nè, rồi thiểu năng tuần hoàn não. Thiếu máu não lâu ngày nó sẽ gây chúng ta bị mất trí nhớ nè, rồi bị giảm thị lực nè, lâu ngày nữa thì nó sẽ gây cho chúng ta bị mất luôn trí nhớ luôn và teo não luôn. Bởi vì nuôi cái lượng máu nó lên não nó nuôi không đủ, từ từ nó teo lại, nó ốm lại thôi. Đó như vậy. Rồi thì để có bài thuốc thì rất đơn giản thôi, cô bác anh chị lấy cho Hải cái cây thông này, cái cây rau rồng này này về phơi khô đi. Lưu ý rằng cái rau rồng này bây giờ những cái tiệm cây cảnh á, những cái tiệm mà bán cây cảnh á, người ta cây kiển cây cảnh á, người ta vẫn có bán nha. Cô bác anh chị mình không có thì chúng ta sẽ đem về đi mua về. Ngày xưa thì nó có ở vùng cao thôi, nhưng mà bây giờ do nó mọc trên cây, nó thòng xuống á, giống cái rau con rồng, nó đẹp thì người ta đặt nó tên là rau rồng luôn, và người ta đem về, người ta nhân giống, người dân bản địa người ta đem về nhân giống viết rồi trồng á, trồng treo lên trồng nó đẹp, rồi bắt đầu những người ta đến nhà người dân bản địa người ta chơi, chồng họ xa rồi đó, rồi bắt đầu người ta thấy người ta xin về tặng, rồi bắt đầu đem về riết. Bây giờ là ở Việt Nam chúng ta chỗ nào nó cũng có cái loại rau rồng này. Nói về cái chỗ mà nó có tự nhiên á, thì nó ở trên miền cao, nhưng mà bây giờ á, cái giống này á, nó đi khắp Việt Nam chúng ta rồi, cho nên không có hiếm. Chúng ta không có thì chúng ta đến những tiệm cây cảnh cây kiển á, chúng ta mua về, chúng ta nhân giống từ từ ra, mốt nhiều á thì chúng ta sẽ sử dụng luôn. Bây giờ chúng ta còn trẻ, chúng ta nên tích lũy đi, mốt á 20-30 năm sau, nếu chúng ta nhân giống từ bây giờ thì 20-30 năm sau nó sẽ rất là nhiều, khi đó thì chúng ta sử dụng luôn. Còn nếu mà chúng ta có tiền nhiều thì chúng ta mua như thật nhiều về và chúng ta sử dụng luôn ha. Và tiệm thuốc nam nó vẫn có bán cái loại này, bán loại này khô. Rồi bài thuốc thứ nhất trị giảm trí nhớ, rồi thiếu máu não, thiểu năng tuần hoàn máu não và giảm trí nhớ. Cô anh chị mình lấy cho Hải là 3 gram thôi, 3 gram khô nha, 3 gram, 3 gram rất ít nha. Rồi cô anh chị mình bỏ vào cái nồi, đổ cho Hải 3 chén nước, nấu sắc lại cho Hải còn 1 nửa nước, còn 1 hoặc 1 chén rưỡi nước, có nghĩa là còn 1 nửa nước hoặc ít hơn miếng, và chúng ta chia làm 2-3 lần uống trong ngày, chia 2 lần uống trong ngày hoặc 3 lần đó. Thì như vậy thì cô bác anh chị mình cứ uống như vậy. Riêng cái bệnh này thì cô bác anh chị mình uống từ 5-7 ngày nó không có dấu hiệu gì đâu. Bệnh thiếu máu não, bệnh giảm trí nhớ này đó, cô bác anh chị mình ít nhất
phải trị cho Hải á, trong vòng khoảng 1 tháng đến 3 tháng sau thì chúng ta mới có nhận được cái sự thuyên giảm của nó. Nếu như vậy nó hợp lại địa cơ địa thì cô anh chị mình uống đến khi nào hết thì thôi. À, đó là bài thuốc nhẹ thôi. Bài thuốc thứ hai là bài thuốc trị teo não, giảm trí nhớ, thiểu năng tuần hoàn não và thiếu máu não cho các anh chị mình từ cái cây rau rồng này. Thì trước khi đi vào bài thuốc nặng thì mình cũng chia sẻ với các anh chị mình, ở trong kênh của mình cũng có cái bài thuốc trị hai bài thuốc nữa, trị teo não, giảm trí nhớ, rồi trị thiếu máu não, thiểu năng tuần hoàn não. Đó là cái bài thuốc từ cái cây ngành ngạnh, từ cây ngành ngạnh và cây đỏ ngọn, cây ngành ngạnh, và bài thuốc từ cái cây thông đất. Cây thông đất đó thì nó mọc từ ở dưới đất, nó mọc lên, tôi gọi là cây thông đất đó. Cũng rất là nhiều người nhầm lẫn là cây thông đất là cái này. Cây thông đất là nó mọc từ dưới đất mọc lên đó, còn cái này là nó ở trên cây hoặc là ở trên những cái nhánh mà nhánh khô á, nhánh bờ khô mà nó có ẩm ướt á, thì cái hạt của nó bay là đó, giống bị lan của các anh chị mình, giống bị lan vậy đó, bay là những cái nách, những cái chẳng ba đó nó ẩm ướt á, có rong rêu đó, nó bám đó và nó lên, nó thòng xuống, nó thòng xuống, nó thòng xuống, người ta gọi là rau rồng. Có một số của các anh chị mình là bị lầm cái này là cây thông đất. Để có bài thuốc thứ hai rất đơn giản thôi, cô anh chị là bài thuốc nặng nha, bài thuốc trị teo não nặng. Rồi, cô anh chị mình lấy cho Hải là 7g, 7g cái cây, 7g cái cây rau rồng khô. Cô anh chị lấy thêm cho Hải là 10g cái cây viễn chí. Cây viễn chí là dạng cây cỏ thân thảo thôi. Mình sẽ để cái hình ở trên màn hình, cô anh chị mình tham khảo ha. Cây viễn chí, viễn chí đó cô anh chị mình lấy cho Hải 10g, hai loại này là khô hết. Hai loại cô anh chị mình bỏ vào cái nồi, ha, và đổ cho Hải 5 chén nước, nói trở lại của Hải còn 3 chén ha, và chia làm 3 lần uống trong ngày. Đó, uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Và các anh chị nhớ duy trì cho Hải từ 1 đến 3 tháng nó mới có kết quả thuyên giảm. Rồi, thì hôm nay Hải đã chia sẻ cho các anh chị mình những cái tác dụng tuyệt vời từ cái cây rau rồng này, mà để nó có thể giúp đỡ các anh chị mình vượt qua khó khăn bằng những cái chi phí ít nhất. Mong rằng nó sẽ giúp đỡ được các anh chị mình. Rồi, thì của video Hải cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều. Nếu các anh chị mình cần chia sẻ bài thuốc gì thì cứ comment, Hải sẽ, nếu Hải đã có chia sẻ rồi thì Hải sẽ cho các anh chị mình cái đường link để chúng ta bấm vào đó và vào bài thuốc. Nếu Hải chưa chia sẻ do chưa có dược liệu hoặc là chưa có các anh chị nào yêu cầu thì Hải chưa chia sẻ, thì Hải sẽ tìm cái dược liệu đó và Hải sẽ chia sẻ cho các anh chị mình. Mong rằng nó sẽ giúp đỡ các anh chị mình. Rồi, thì có video Hải cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.